Này, bắt đầu chương trình đi chứ. Thỏa thuận rồi, anh thì giới thiệu vào chương trình, còn tôi giới thiệu vào chuyên mục điểm tin. Bữa nay tôi đổi ý rồi. Tôi thấy anh dạo này anh có rất là nhiều cái tin mật anh muốn chia sẻ, tôi nhường hết cho anh. Nếu mà nhường hết cho tôi á, thì anh ngồi đây làm cái gì? Này, ông bạn của tôi ơi, nói không phải định ông chứ. Nếu như không có anh ngồi đây thì làm sao gọi chương trình Thế Giới Thế Này? Được rồi. Vậy thì ngày hôm nay nhé, tôi với anh phân chia như thế này. Tôi sẽ giới thiệu vào chuyên mục Tâm Điểm, còn anh sẽ giới thiệu vào chuyên mục Phía Sau Ống Kính. Thế là công bằng rồi chứ gì? Không thì lại anh bảo là tôi cứ toàn tranh hết phần của anh ấy. Ok. Vậy thì còn cái chuyên mục Xem Gì Ở Đâu ai lo? Thì tôi nhường anh luôn. Thôi bắt đầu đi. Chưa bắt đầu được. Sao lại còn gì chưa bắt đầu? Còn chuyên mục Điểm Tin. Thì như thường lệ thôi. Là chia đôi. Vậy Điểm Tin mời anh. Rồi có ngày tôi sẽ tuyên chiến với cái nụ cười đắc ý của anh đấy. Vâng, Thế Hoàng cùng Quý Bình xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thế Giới Điện Ảnh. Và mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những thông tin trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong thời gian vừa qua. Scary Movie là series nhảy theo những bộ phim kinh dị ăn khách nhất. Phần 5 lần này sẽ nhảy theo các phim Final Destination, Paranormal Activity, Black Swan và Child's Play. Phim do Mark Comley chỉ đạo thực hiện, David Strucker sẽ chấp bút kịch bản và sản xuất. Cho đến nay, những ngôi sao chính thức có mặt trong Scary Movie 5 là Estée Tisdale, Anthony Addison, Regina Hall, Greg Bieco và Erica S. Scary Movie 5 dự kiến bắt đầu khai máy trong tháng 9 và sẽ phát hành ngày 19 tháng 4 năm 2013 tại Mỹ. Nhanh chóng hồi phục sau rạn nứt tình cảm với người yêu Kristen Stewart, Robert Pattinson lại vừa nhận vai trong phim mới Queen of the Desert. Đây là một dự án phim độc lập do Werner Herzog làm đạo diễn. Trong phim, Robert Pattinson sẽ đóng vai T.A. Lauren, một sĩ quan quân đội người Anh nổi tiếng, được biết đến với biệt danh Lauren của Ả Rập, là bạn tốt của nhà văn Andrzej Bell. Cùng với nhau, cả hai đã thiết lập nên triều đại Hashemite tại Jordan và Iraq. Trong phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên Naomi Watts. Sau nhiều năm chuẩn bị, đạo diễn lừng danh Guillermo del Toro bắt đầu khởi động dự án phim hoạt hình 3D Pinocchio. Ông cho biết bộ phim hứa hẹn sẽ siêu thực hơn phiên bản hoạt hình của Disney hay nguyên tác của truyện. Theo ông, câu chuyện sẽ được hiện đại hóa, diễn ra tại Ý giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Diễn viên Daniel Radcliffe có thể sẽ lồng tiếng cho Pinocchio trong phiên bản 3D này. Pinocchio 3D dự kiến ra rạp vào năm 2014. Vào ngày 30 tháng 8, tập đoàn IMC và VTCI đã tổ chức buổi họp báo chính thức ra mắt đoàn phim Lời Nguyền Sapphire, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên trong dự án phim Việt của hai bên. Lời Nguyền Sapphire lấy cảm hứng từ viên đá Sapphire Delhi nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp, sự quý giá mà còn ẩn chứa trong nó những câu chuyện bí ẩn. Bộ phim nói về cuộc chiến khốc liệt trong kinh doanh của hai đại gia ngành đá quý. Lời Nguyền Sapphire dài 39 tập được chỉ đạo bởi đạo diễn Chu Thiện với sự tham gia của các diễn viên Sam, Chí Dũng, Hoàng Anh, Trang Đài, dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 10 năm 2012. Máy tính của anh hai sao có hình của em? Sao anh hai lại gọi em là Mai lớp? Anh yêu em. Chúng ta là anh em ruột, tại sao lại có thể? Chúng ta không phải là anh em ruột. Anh không phải là con ruột của ba. Chúng ta không cùng huyết thống. Anh điên rồi. Mâu thuẫn xảy ra. Tình cha con đổ vỡ. Tình anh em rạn nứt. Con người rơi vào vòng xoáy của sự gian tham lộc lừa. Sự thật về viên đá có được phơi bày trong Lời Nguyền Sapphire.